Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bước đầu tiên khi sử dụng phần mềm Abivin Virus, đó là chuẩn bị dữ liệu về cửa hàng và kho. Đây là một công đoạn quan trọng để phục vụ cho việc khởi tạo hệ thống virus. Và để chuẩn bị dữ liệu, bạn có thể thực hiện theo hai cách. Cách thứ nhất là tự động đồng bộ dữ liệu với hệ thống ERP có sẵn. Cách thứ hai là nhập dữ liệu thủ công. Nếu hệ thống virus của bạn đã được kết nối với hệ thống ERP, thì bạn có thể làm theo cách thứ nhất, đó là bấm vào nút lấy dữ liệu này. Và hãy nhập vào những thông số cần thiết như địa chỉ IP, tên đăng nhập, mật khẩu, ngày lấy đơn, rồi bấm vào nút lấy dữ liệu. Thế là hệ thống virus đã có đủ thông tin cần thiết để tối ưu hóa quãng đường. Nếu thực hiện theo cách thứ hai thì bạn cần chuẩn bị dữ liệu theo mẫu có sẵn của hệ thống. Và trong video này chúng ta sẽ thử lấy dữ liệu của cửa hàng. Bước thứ nhất là lấy dữ liệu mẫu. Để làm điều này, bạn bấm vào phần hướng dẫn sử dụng có dấu hỏi chấm này, rồi bấm vào khởi tạo cửa hàng, tải lên. Tại đây bạn hãy kéo xuống dưới và tải tệp dữ liệu mẫu tại nút này. Bước thứ hai là nhập dữ liệu. Sau khi thực hiện bước thứ nhất thì tệp CSV bao gồm dữ liệu mẫu sẽ được tải về máy bạn. Tại đây bạn cần nhập vào các thông tin cần thiết như mã nhà phân phối, mã chi nhánh, mã cửa hàng tổng, mã cửa hàng, tên cửa hàng, địa chỉ. Hai thông số quan trọng nhất đó là vĩ độ và kinh độ để hiện được vị trí của cửa hàng ở trên bản đồ. Ngoài ra có giờ mở cửa của cửa hàng, giờ đóng cửa, thời gian soạn hàng tối thiểu, thời gian soạn hàng tối đa, giao hàng chỉ sử dụng xe máy hay chỉ sử dụng xe tải và các thông tin khác. Khi đã nhập đủ thông tin cần thiết, bạn hãy lưu tệp CSV này lại. Bước thứ ba là tải lên tệp dữ liệu mẫu. Để tải lên thông tin về cửa hàng, bạn chỉ cần vào mục cửa hàng, upload dữ liệu, rồi chọn tệp CSV mà bạn đã lưu lại, rồi bấm vào nút tải lên. Khi thông báo vừa rồi hiện ra, nghĩa là bạn đã upload dữ liệu thành công. Trong trường hợp bạn nhập sai một trường dữ liệu nhất định, thì khi tải lên, hệ thống sẽ thông báo cho bạn chính xác lỗi sai ở đâu. Ví dụ, khi tôi để trống phần tên cửa hàng, hệ thống sẽ hiện ra thông báo này: thiếu dữ liệu ở vị trí dòng 2 và cột tên cửa hàng. Việc chuẩn bị dữ liệu cho kho cũng tương tự như vậy. Bạn chỉ cần nhớ tải tệp mẫu ở trong phần hướng dẫn sử dụng, khởi tạo kho, tải lên và tải mẫu ở đây. Trong video tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục giúp các bạn chuẩn bị thông tin về đơn hàng và người giao hàng. Chúc các bạn thành công!